Này, bạn Linh ơi. Bạn Linh ơi. Nhà bạn giàu thật đấy, giả vờ ấy. Bạn thử gọi xe tôi xem nào. Tớ đùa các bạn làm gì? Vệ sĩ, đổi xe khác. Ui dồi ôi, nhà bạn này cũng cái xe đẹp thế. Ồ kìa, năm mồ ghi ly à. Ui dồi ôi, siêu xe à. Thế bạn có xe khác không? Nhìn tớ đây này, vệ sĩ đổi xe khác. Kiểu thứ nhất, chuyên gia xin xỏ. Ai, hộp màu xịn thật đấy. Mẹ mình mới mua cho mình hôm qua. Mẹ bạn mở siêu thị á, xịn thế. Ui ôi, nhà bạn này giàu thế nhỉ? Mua cái hộp màu đủ các thể loại màu trên đời này. Cả cái trường này nhá, có mỗi mình tớ có hộp màu này thôi. Nhà tớ giàu nhất cái thành phố này. Ui. À, thế từ, hộp màu của bạn đẹp thế, bạn cho tớ nha. À thế cái gì? Tớ không cho bạn đâu. Kìa. Cái bạn này, người ta cho mượn là tốt rồi, lại còn đòi xin luôn bộ màu của người ta. Thôi cho tớ đi, tớ với bạn thân nhất mà. Thôi được rồi, cho bạn mượn nha. Thôi, các bạn mượn màu của nhau kệ, mình không quan tâm, mình ăn quả vậy. À, bạn Hải định ngâm mảnh à. Lại bạn Hải đi đâu? Tớ có làm gì đâu. Bạn đang ăn gì đấy? Tớ có ăn gì đâu. Có, tớ vừa nhìn thấy nha. Đưa tay đây. Chết rồi. Lại, bọn mình cũng là bạn thân của nhau. Bạn có kẹo bạn không cho tớ à? Đi, cho tớ đi. Cho tớ đi, bọn mình là bạn thân mà. Khổ quá, bạn này cái gì cũng xin. Xin. Gặp ai có gì cũng xin. Thôi được rồi. Nể tình bọn mình ngồi cạnh chỗ nhau ngơm nhá. Tớ cho bạn đấy. Tớ xin. Mình vẫn còn nhiều kẹo. Bạn Hải ơi, bạn vẫn còn à? Cho tớ lưa đi. Thôi, bạn ý ấy. Bạn xin thì xin lắm đấy. Bạn thấy tớ có cái gì bạn cũng xin. Bạn xin rất là nhiều ạ. Thôi, tớ không cho đâu. Đùa đời. Bạn này, cái gì anh xin? Kiểu thứ hai, Ricky con nhà giàu. Ta đâu rồi, về rồi. Học mệt quá. Vệ sĩ, xe của ta đâu? Ui. Bạn còn có xe nữa. Nhà bạn Linh này có cả vệ sĩ để lái xe để đón bạn về á. Giàu thế. Nhà tớ không có gì ngoài điều kiện. Hôm nay về tớ chả biết đi xe nào về. Nhà tớ nhiều xe lắm. Ui ôi, bạn ý ơi. Hả? Nhà bạn Linh này giàu thật hay là bạn ấy chém gió ấy nhở? Ui, tớ có biết đâu. Hay bọn mình thử hỏi xem nhá. Ừ. Này, bạn Linh ơi. Bạn Linh ơi. Nhà bạn giàu thật hay giả vờ ấy. Bạn thử gọi xe tớ xem nào. Tớ đùa các bạn làm gì? Vệ sĩ, đổi xe khác. Ui dồi ôi, nhà bạn này cũng cái xe đẹp thế. Ồ kìa, năm mồ ghi ly à. Ui ôi, siêu xe à. Thế bạn có xe khác không? Nhìn tớ đây này, vệ sĩ đổi xe khác. Ui dồi ôi, ui lại siêu xe khác kìa. Nhà bạn này giàu thế. Siêu xe gì mà xanh đỏ tím vàng gì nhỉ? Thế thôi, tớ không đi bộ cùng bạn nữa đâu. Tớ đi á, tớ xin bạn Linh đi cùng. Này, sao bạn lại bỏ tớ đi một mình? Ui, bạn Linh ơi, ở lớp nè là tớ quý nhất bạn ấy. Hôm nay lúc đi học về bạn cho tớ đi siêu xe cùng bạn nhá. Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ cho bạn đi siêu xe cùng tớ. Bạn đi theo tớ. Bạn đi ơi, bạn sẵn sàng chưa? Tớ sẵn sàng rồi. Tài xế đi thôi. Chuyên gia mách lẻo trong lớp.
Chúng con chào cô ạ. Rồi, cả lớp ngồi xuống đi. Cô nhắc trước là hôm nay là giờ kiểm tra nhá. Vâng. Thì chúng ta sẽ có 45 phút kiểm tra bài cũ. Nên là các em nhớ làm bài nghiêm túc nhá. Vâng. Cô mà phát hiện bạn nào mà quay cóp trong giờ là cô phạt luôn. Ủa. Đúng chưa? Vâng. Vâng, bây giờ cô sẽ đưa đề lên xong rồi các em ngồi làm bài luôn cho cô nhá. Vâng. 45 phút bắt đầu. Bạn ý ơi, bạn học bài chưa? Tớ chưa. Cô ơi, bạn ý bạn không học bài. Bạn ạ. Oh no. Cần gì để học bài? Mình nha quay cóp. À, em thưa cô, bạn Hải bạn quay cóp à? Ui, em không quay cóp đâu cô. Bạn Hải nha, cô mà phát hiện một lần nữa cô trừ điểm nha. Ui dồi ôi. Này, sao bạn lại mách tớ? Này, các bạn học hành cho nghiêm túc với nha. Đừng có quay cóp. Tớ mách cô giáo ấy. Ui, bạn này á, bạn hay mách lẻo. Tớ không chơi thân với bạn nữa, tớ chơi thân với bạn Hải. Đúng rồi, đồ mỏ nhọn, không chơi chứ. Đúng. Đừng nhìn bài tớ. Bạn đừng nhìn bài tớ. Em thưa cô, bạn Hải cắn bớt với bạn Hải mấy mũi à? Cả lớp mà để cô nhắc một lần nữa thì cô trừ điểm tất nha. Vâng ạ. Cô làm nốt đi bạn ý ơi. Ừ. Mất ngày bị manh mẹo. Manh mẹo mai. Ăn quà vặt trong giờ. Đằng nào cũng học dốt nhất lớp rồi mà bài thi cũng làm sắp xong rồi, tranh thủ ăn bim bim. Mùi bim bim. Em đưa cô bạn Hải bắn trong giờ học à? Không phải đâu cô, em ăn gì đâu. Bạn Hải đã khỏi lớp. Oh no. Cô ơi, em mới ăn có một miếng rồi cô ạ. Cô tha cho bạn đi cô. Đúng rồi. Ra khỏi lớp. Ờ. Bữa mới ăn được có một miếng. Đại ca trong lớp. Này, hai bạn này. Nghe tớ nói này. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tớ sẽ là đại ca trong lớp này. Yeah. Ơ, sao lại thế? Bởi vì tớ bị cô giáo phạt nhiều rồi, bị cô giáo gọi phụ huynh lên nhiều rồi. Bây giờ tớ không sợ nữa, tớ sẽ làm đại ca. Ơ, thế bạn làm đại ca thì liên quan gì đến tớ? Kệ bạn, tớ chả sợ. Các bạn không sợ, thì tớ cứ lấy. Ờ, các bạn làm gì được tớ? Bọn tớ xây cô, đúng rồi. Chú ý, tớ chả sợ. Đưa bút của bạn đây cho tớ. Bạn biết bút hết mực đi. Tớ là đại ca, tớ thích gì phải có cái đấy. Này bạn Hải ơi, sao bạn vô lý đấy? Bút của tớ chứ bút của bạn đâu. Bút của tớ còn xịn chán. Mỗi tội là hết mực thôi. Hôm nay tớ thích viết bút này, tớ lấy bút này của bạn tớ viết. Bạn Hải quá đáng thật đấy. Này bạn Hải, không được nhìn bài. Tớ cứ nhìn này, tớ là đại ca trong lớp. Bạn làm gì được tớ? Bỏ tay ra để tớ nhìn. Sao bạn quá đáng thế? Bạn không học, bạn còn đi nhìn bài của tớ. Kệ tớ, tớ là đại ca. Lều lều làm gì được? Bỏ tay ra để tớ chép tiếp. Chấn lột đồ ăn của người khác. Bạn Linh ơi, tranh thủ không có bạn Hải ở đây á, hai bọn mình ăn đi, không bạn chấn lột đấy. Ừ, bọn mình bóc ra ăn đi, đi. Ngon thế nhở? Ngon nhở? Ngon lắm. Hai bạn này dám trốn tớ ra đây để ăn mảnh một mình à? Bọn tớ ăn mảnh đâu, bọn tớ ăn hai mình mà. Có biết tớ là đại ca trong lớp không? Tớ biết.
đưa đây tịch thu. Tịch thu. Làm tớ đi. Tớ. Biến. Kẹo ngon thế này mà dám giấu mình ra đây ăn. Cái kẹo bảy màu này ăn nó thơm thơm béo béo, nó lại chua chua ngọt ngọt. Thế mà các bạn dám giấu tớ à? Ngần sau tớ mà phát hiện ra mà giấu tớ nhá, đừng có trách.